Như vậy, từ hôm nay ngày 23 tháng 8, Đà Nẵng kéo dài thời gian giãn cách thêm 3 ngày. Trong thời gian vàng này, các biện pháp y tế vẫn đang được triển khai khẩn trương. Trong đó, việc xét nghiệm sàng lọc diện rộng đã được các địa phương tăng tốc, qua đó bước đầu giúp đánh giá nguy cơ dịch bệnh từng địa bàn để có biện pháp phù hợp. Với 8 ca mắc COVID-19 vừa phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng, đến nay phường Tam Thuận, quận Thanh Khê đã ghi nhận 63 trường hợp mắc COVID-19. Đặc biệt qua xét nghiệm sàng lọc thì phường cũng đã bóc nhiều trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng. Trên địa bàn Tam Thuận hiện giờ là có 12 cái khu phong tỏa. Do đó là đã triển khai đến các cái tổ dân phố trước mắt là về cái phiếu đăng ký, cái thông tin mà đối tượng để mà lấy mẫu thì không trùng với đối tượng ở trong khu phong tỏa và không trùng với cái người đã lấy mẫu. Trong 7 ngày siết chặt giãn cách vừa qua, người dân thành phố đã chấp hành nghiêm, ai ở đâu thì ở đó. Tranh thủ thời gian vàng này, việc xét nghiệm sàng lọc diện rộng đã được triển khai tổng thể. Qua hai đợt lấy mẫu, 733.615 trường hợp đại diện hộ gia đình, toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa và cách ly, lực lượng làm nhiệm vụ. Đà Nẵng phát hiện 969 trường hợp mắc COVID-19 tại 54 phường xã. Từ cơ sở này, các địa phương đã phân tích, đánh giá nguy cơ dịch bệnh từng khu vực. Địa bàn của Liên Chiểu, địa bàn rất là phức tạp, nhiều đầu mối giao thông, lượng công nhân nhiều. Do vậy, quận cũng đã xác định, đánh giá các khu dân cư, các phường ở nằm ở nguy cơ rất là cao. Cho nên, quận cũng đã tổ chức quán triệt với các lực lượng tăng cường công tác phòng chống dịch và đặc biệt là đánh giá các vùng đỏ để tập trung giám sát, xét nghiệm thường xuyên để kịp thời thì cố gắng trong đợt 3 này chúng ta có thể thì tìm ra được những F0 để đưa ra khỏi cộng đồng. Sau 7 ngày siết chặt giãn cách, đặc biệt thông qua hai đợt xét nghiệm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đánh giá nguy cơ dịch vẫn rất phức tạp, rất là nhiều các cộng đồng được phát hiện. Vì vậy, thành phố tiếp tục gia hạn giãn cách và tiếp tục thêm một đợt xét nghiệm nữa. Đây là một trong những cái việc mà lãnh đạo và thành phố và ban chỉ đạo cũng không mong muốn. Tuy nhiên là xuất phát từ cái yêu cầu về phòng chống dịch cũng như là bảo vệ cái sức khỏe tính mạng của người dân là trên hết, trước hết nên là chúng ta phải quyết định cái việc này. Tiếp tục triển khai cái xét nghiệm hộ gia đình, tuy nhiên là sẽ theo các nhóm nguy cơ, xét nghiệm đại diện 100% hộ gia đình đối với cái vùng được gọi là vùng có nguy cơ cao. Còn xét nghiệm 50% hộ gia đình đối với vùng được đánh giá là vùng có nguy cơ. Với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, đợt bùng phát dịch lần này diễn biến khó lường. Vì vậy, việc siết chặt giãn cách để chặn đà lây nhiễm là cần thiết và người dân Đà Nẵng cũng đồng tình với việc gia hạn giãn cách thêm 3 ngày. Thành phố cũng đã quyết định có sự hỗ trợ phù hợp để đảm bảo đời sống người dân trong thời gian này, nhất là các hộ khó khăn, yếu thế.